thanh niên đang đi du lịch thì phát hiện nàng tiên cá đang nằm tắm nắng trên tảng đá. Cụ thể, vào năm 2009, anh chàng Shlomo Cohen và bạn bè khi đang đi dạo trên bờ biển của thành phố Kiryat Yam, Israel, đã vô tình quay lại cảnh tượng một nàng tiên cá đang nằm phơi nắng trên mỏm đá. Anh Cohen và bạn bè lúc đầu chỉ nghĩ đó là một người phụ nữ đang nghỉ ngơi. Nhưng khi sinh vật lạ bắt đầu cử động thì họ mới bất ngờ bởi hình dáng kỳ lạ. Bởi nửa dưới của người phụ nữ đó có một cái đuôi cá lớn đang cử động. Khi bọn họ tiến lại gần để quan sát kỹ hơn thì sinh vật đó bỗng nhiên nhảy xuống và biến mất trong làn nước. Sau khi đoạn video được đăng tải đã gây nên một cơn chấn động. Đến cả chính quyền thành phố Kiryat Yam cũng vào cuộc và tuyên bố sẽ trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ, tương đương 21 tỷ đồng tiền Việt Nam cho người đầu tiên chụp ảnh của loài sinh vật huyền thoại này. Trong những năm gần đây, ở nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến sự tồn tại của loài sinh vật nửa người nửa cá này ở ngoài đời thật. Trong lịch sử, nhiều di thể của cái được cho là người cá cũng được thu thập ở nhiều nơi. Ví dụ như vào năm 1980, người ta đã phát hiện thấy trên biển đỏ một loài thủy sinh nửa thân trên mang hình dạng của cá, nửa thân dưới lại y hệt người, gồm 2 chân và 10 ngón chân. Người ta cho rằng đây chính là nhân ngư. Nhưng thật đáng tiếc bởi khi được phát hiện, loài thủy sinh này đã chết. Tiếp theo vào năm 1988, nhà báo người Mỹ Arthur Conness đưa tin, khi câu cá ở Amazon, một người dân tên là Shark Nipa đã phát hiện một nhân ngư. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới giống hệt cá heo, với dung mạo 10 phần mê hoặc, có thể gọi là một mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư này còn nói được tiếng người, thậm chí ở Nam Thái Bình Dương, Biển Bắc, Biển Đỏ, dọc theo bờ biển Scotland, Ireland và một số nơi khác đều lưu lại rất nhiều văn tự về sự tồn tại của người cá. Các bạn có tin vào sự tồn tại của người cá hay không? Hãy comment cho tôi biết với nha! Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!